Shop điện thoại cổ NK Mobile, xin chào tất cả quý khách hàng đang xem video nhé. Thì nay với Shop NK Mobile giới thiệu cho chị mẫu máy điện thoại Nokia E51, một mẫu máy mà rất là nhỏ gọn và có đầy đủ các tính năng là 3G này, Wi-Fi này, loa to, sóng khỏe và pin trâu nhé. Đó thì anh chị có thể tham khảo mẫu máy này, giá cũng rất là phải chăng luôn. Đó thì trước khi vào video thì quý anh chị và quý cô chú là mình hộ shop là mình đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho mọi người cũng biết đến nha anh chị nhé. Đó thì bên em là chuyên các sản phẩm điện thoại Nokia cổ nhé, Nokia sưu tầm. Anh chị nào mà mình đã từng muốn sở hữu một chiếc máy điện thoại Nokia cổ hoặc là mình cần tìm mẫu máy nào đấy thì anh chị có thể liên hệ bên em sẽ tìm máy và gửi hàng về tận nơi cho anh chị nhé. Còn anh chị nào mình cần đặt hàng thì anh chị liên hệ qua số điện thoại là 0985150255. Đây là Zalo bên em luôn nhé, đây là mã QR Zalo này và fanpage của bên em là NK Mobile điện thoại tốt nhất. Thì đối với mẫu E51 này thì anh chị gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn qua Zalo, bên em sẽ gửi hình ảnh này cũng như là video test máy, hoặc là anh chị nào có thể là đặt qua Shopee nhé. Và Shopee bên em là dưới phần mô tả của video này nhé, thì anh chị đặt hàng trên Shopee cũng được, bên em gửi hàng về tận nơi cho anh chị nhé. Shopee bây giờ cũng được kiểm tra hàng rồi anh chị nhé, anh chị yên tâm nhé. Đó thì Nokia E51 thì đây là một máy rất là nhỏ gọn nhé, rất là nhỏ gọn, bàn phím T9 nhé. Đó, mẫu máy này thì bên em đã thay cái phần sườn này rồi nhé, cái phần sườn này đã thay rồi chị nhé, bởi vì sườn này nó bị hay bị bùn nước cao su này. Đó thì nổi nước cao su thì bên em vẫn giữ lại cho chị là cái phím zin này nhé. Phím zin thì ưu điểm là bấm anh chị bấm rất là mềm, và thứ hai là nó không bao giờ bị bong cái phím bên này nhé, phím mới rất là dễ bị bong. Đó, nhưng mà phím zin thì anh chị dùng yên tâm nhé, bấm rất chắc chắn nhé. Đó thì em giới thiệu qua tổng quan về máy. Còn chiếc máy này thì bên trong vẫn là IMEI chuẩn nhé, mên màn zin chuẩn. Đó, trùng IMEI. IMEI của nó sẽ là 2693 đúng không ạ? 2693 chị nhớ nhé, 2693 nhé. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chị là cách nắp SIM này, nắp pin và nắp thẻ nhớ nhé. Bây giờ anh Vinh nhận ra là nên hướng dẫn cho chị là tất cả các quy trình để dùng máy, vì nhiều người về dùng lâu rồi không dùng, nó quên anh chị ạ. Đó, thì chị nắp SIM này, SIM to như này nhé chị nhé. Và nắp SIM đẩy vào đây nhé. Cái chỗ vát này sẽ ở bên trong nhé. Chỗ vát sẽ ở bên trong. Đó, anh chị đẩy vào trong. Đấy, đẩy vào trong như vậy là xong nhá. Thẻ nhớ này, thẻ nhớ thì anh chị cần mua thẻ nhớ 2GB, bên em bán là 30.000 nhá. Thì bên em sẽ cóp nhà đầy đủ cho chị nắp cái máy vào cho máy cho anh chị nhá. Anh chị nắp bên hông này này. Còn anh chị còn thẻ nhớ rồi anh chị nắp vào thôi. Nói chung là thẻ nhớ càng nhỏ càng tốt nhá, chỉ còn khoảng 4GB đổ lại thôi anh chị ạ. Nó phải nặng quá thì nó bị đơ máy anh chị nhá. Vì những dòng máy Nokia này thì nó sẽ hạn chế cho mình cái thẻ nhớ, mình nắp vừa thôi, tầm 4GB thoải mái, 2GB thoải mái rồi chị nhá. Đó. Ở đây này, nắp pin này. Pin bên em sẽ là pin zin anh chị nhá. Pin zin 6MT. Đó. Anh chị nắp này. Đấy, đặt kịch rồi này. Đó. Ok. Bật nguồn này, anh chị bật nguồn trên đỉnh máy em nhé. Bật nguồn trên đỉnh máy nhé. Đấy. Rồi. Lung một cái rồi anh chị nhá. Lung một cái nó sáng màn hình lên. Và này bắt đầu sáng hoạt động bình thường. Đó. Anh nhìn này, đèn mà phím sáng đều này, phím zin nhìn rất là đẹp nhá. Đó. Bởi vì sao này, những dòng máy cổ này này, cái bàn phím là cái quan trọng nhất anh chị nhá. Bàn phím là cái quan trọng nhất. Nhìn nó đẹp vào cái bàn phím anh chị nhá. Đó. Nghe nó chuông rất là to nhá. Ở chiếc máy này thì đây nó nhà mạng Tetra này. Đó. Chiếc máy này thì nó có tính Việt rồi, vẫn pin yếu anh chị ạ. Pin yếu, khi nào em bán thì em sẽ sạc pin đầy đủ cho anh chị nhá. Chiếc máy này thì đã chạy tiếng Việt cho anh chị rồi nhá. Đã chạy tiếng Việt nhá. Anh chị nào mà mình nhận máy mà nó chưa có tiếng Việt ý, thì anh chị làm theo sau nhau như này này. Vào menu nhá. Vào công cụ này, vào cài đặt này, vào cài chung này, cài đặt riêng này, và mình nhấn vào phần trên là phần ngôn ngữ nhé. Đây sẽ cho có các ngôn ngữ này, tiếng Việt này, tiếng Philippines, Indo này, nó đầy đủ cho anh chị nhé, mình chọn tiếng Việt rồi nhé. Đó, chiếc máy này thì anh chị nhìn tổng quan ngôn ngữ thiết kế của máy này, cầm rất chắc tay nhé, cầm chắc tay này, nó máy rất là nhỏ gọn. Đối với chị nào đi làm công ty như kiểu Honda, Samsung này, chị dùng máy này rất là ok nhé. Nó có 3G Wi-Fi, 3G này, 3G nhé. Đó, về tổng quan của máy thì đây phím bấm này, bấm rất thích anh chị nhé. Rất là thích nhá. Đó. Đây là phím xóa nhé, đây là phím xóa này, phím xóa này. Em có cài cho anh chị đó là đây phím danh bạ này, danh bạ nó vẫn có sẵn đây nhá. Anh chị nhấn vào danh bạ nhá. Đây này vẫn còn tiếng vẫn rất nghe danh bạ của nước ngoài này. Đó, danh bạ của nước Úc này, đây là máy sản xuất ở Úc anh chị nhá. Sản xuất cho thị trường Úc. Đó, vẫn còn danh bạ của người nước ngoài này. Lựa chọn này. Em bảo này, có một cái đó là anh chị lưu ý anh chị vào em phần này nhé. Nếu mà SIM của anh chị nó có danh bạ rồi nhá. Thì anh chị nhìn vào phần danh bạ SIM chưa? Nhưng mà không, mình sẽ xuống dưới này nữa nhé. Để xem nào, dưới đây phần có phần cài đặt này. Nó không có này. Thì đây, mình sẽ chọn vào phần danh bạ SIM nhé. Danh bạ SIM. Để mình nhờ đây này. Danh mục SIM này. Nhấn vào đây nhé. Hiện tại thì em không có số liên lạc, nhưng mà mình nhấn vào phần tùy chọn này. Sau đó là mình sẽ copy tất cả danh bạ ở SIM LAN ra máy nhé. Đó. Còn nếu mà tất cả những cái này thì bên em sẽ xóa hết cho anh chị nhé. Khi mà gửi cho anh chị thì sẽ xóa hết cho anh chị nhé. Đây này, xóa thì ở đây nó có cái phần chọn tất cả này, sau đó mình xóa hết đi là được nhé.
mình xóa hết đi được nhé. Đó, đây phần danh bạ nhé, phần danh bạ này cũng rất nhiều người hỏi em về đấy. Và cái thứ hai đó là anh chị vào wifi này, vào wifi thì phải vào sau phần kết nối này, WAN này, đó WAN nhé, đó. Ở đây thì nó sẽ có cái mạng wifi của bên em. Đây, ví dụ NK em đã kết nối với con NK Mobile này, thì anh chị vật tải phần mềm Opera Mini về để sử dụng nhé. Phải phần mềm Opera Mini sử dụng thì ok, em sẽ giới thiệu sau nhé. Đây, mình sẽ vào trong phần này để em mở loa cho anh chị xem nghe loa nhé, nghe loa của máy nhé. Đó, đây, đấy, đấy loa này, loa ngoài ở đây nha anh chị nhé. Đấy, đây là logo này, đó, ok, cái loa ngoài này, còn loa trong của máy anh chị cuộc gọi này, tăng giảm âm lượng lên anh chị nhé, tăng giảm âm lượng lên nhé. Đấy, đấy tăng giảm âm lượng này, đó, loa trong này. Nó trong rất to anh chị nhé, nó trong rất to nhé, nó trong ở đây này rất là to nhé. Đây anh chị phải nghe ở ngoài này nó rất là to rồi đúng không ạ? Đó, đây là chiếc bộ máy Nokia E51. À đây, cái email của máy này anh chị nhé, email của máy này sao thăng 6 thăng này anh chị giờ đúng là 2693 chưa, ở trong phần sau email của Siri của máy đấy sẽ là 2693 anh chị nhé. Đó, trùng email nhé anh chị nhé. Đó, thẻ nhớ này, thẻ nhớ đem vào nắp thẻ nhớ 2GB này sẽ có đầy đủ hết cho anh chị này. Đó, thì sạc nó sẽ là sạc trôi kim nhé, chân kim ở đây nhé anh chị nhé, sạc đây nhá. Anh chị nhớ nha, cái sạc ở đây nhé, không phải sạc đây đâu nhá, đây là chân tai nghe nhá, đây là sạc này, đấy sạc chân kim ở giữa là chính giữa luôn nhá, còn đây là cổng kết nối dữ liệu, chuyển dữ liệu muốn chạy phần mềm nhá. Đó, thì đấy tổng quan máy Nokia E51 thì nó có như thế thôi. Ở phần cuối video này em sẽ giới thiệu là cách mình tải phần mềm Opera Mini để về dùng nhá. Đôi khi anh chị nào cần đi công ty này, mình cần cái máy để vào Facebook linh tinh hoặc là đọc báo thì anh chị vào trong này vào em nhá, kể cả tải trò chơi trong này cũng được nhá. Đó, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị luôn nhá. Đây, trước tiên thì anh chị cài cho em cái phần ngày giờ nhá. Cái ngày giờ anh chị để em cho em là 2022 nhé. Có là bây giờ video em đang quay hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 2023, nhưng mà mình sẽ phải để ngày đúng là nó sẽ là mùng 5 tháng 7 2022 nhé. Đây này, mình cài về cho em là 2022 nhé. Đấy, ok. Đó, và mình thoát ra, mình vào trong cái phần kết nối này, quản lý kết nối WAN này, và nhấn vào phần Wi-Fi này, bắt đầu duyệt web này. Nó sẽ hỏi mật khẩu của anh chị đúng không ạ? Nhưng mà cái này em nhập mật khẩu rồi, mật khẩu anh chị nhập mật khẩu Wi-Fi vào, thì anh chị nhấn em chỉ cái M này, chấm này, O này, P này, Opera nhá, .com, không một chữ mini thôi nhé, chỉ là Opera.com thôi nhá. Anh chị nhìn đúng chữ em nhá và nhấn OK. Nó sẽ kết nối qua Wi-Fi nhá, Wi-Fi NK bên em nhé, NK Mobile đấy. Đó, thì anh chị nhấn vào cái phần đầu tiên nhá, tải ngay phần đầu tiên luôn cho em nhá. Này 7.1 này, tải bản đầu tiên luôn nhá. Chiếc máy Nokia E51 này nó sẽ là một cái máy có ẩn ứng dụng luôn chị nhé. Thì em sẽ giới thiệu cái phần ứng dụng nó. Nó đang tải về này, rất nhanh nhé. Đấy, cài đặt luôn. Cài đặt luôn nhé. Đây em sẽ demo cho anh chị từ chi tiết luôn để chị về sử dụng. Chị sử dụng thôi, không phải hỏi bên em nữa. Đó, thì em sẽ giới thiệu chị chi tiết luôn. Đó, anh chị đưa vào bộ nhớ nào được, bộ nhớ máy, bộ nhớ thẻ nhớ đều được nhé. Đó, ok, như vậy là cài đặt xong nhé. Mình sẽ thoát ra này. Ẩn ứng dụng như thế nào nhé, ví dụ em vào phần tin nhắn nhé. Đấy, em vào hồi đấy thứ đến đi, đấy rất nhiều ngôn ngữ của người châu Âu này. Đó, người châu Âu nhé, thì anh chị có thể tham khảo này, máy chuẩn nhé anh chị nhé, máy chuẩn Úc nhé, chuẩn Úc luôn nhé. Đây, em thoát ra này và em vào trong phần Opera Mini nhé, vào trong cài đặt này, Opera này, vào luôn. Đó, vào luôn nhá. Đây, nó sẽ hỏi cho chị là anh chị chọn em cái phần Wi-Fi nhà mình NK nhé, ví dụ Wi-Fi nhà mình chọn vào đúng cái phần Wi-Fi để nó chạy nhá. Đó, để nó chạy một tí rồi thì mình sẽ vào trong phần Opera Mini luôn nhá. Đấy, chấp nhận này. Đấy, như vậy là vào trong Opera Mini này. Ở ứng dụng như này này, anh chị nhấn vào cái nút Home này này. S60 nó sẽ có ứng dụng như này anh chị nhé. Đấy, mình sẽ vào trong phần tin nhắn này. Đó, vẫn còn đúng không ạ? Bây giờ mình nhấn liệt này vào phần Opera. Đấy, sẽ vào Opera luôn. Thì anh chị có thể vào Facebook như này nhé. Facebook như này nhé. Đấy, sẽ anh chị đăng nhập đăng ký vào đây. Đấy, ok nhé. Còn anh chị muốn tải game thì rất nhiều trong web nhé. Napro.vn này. Em thì em thấy có giải trí 321 nó có lại các trò chơi đấy. Giải trí 321.pro nhé. Hoactải.com. Đó, rất nhiều trang web nhé anh chị nhé. 321 là huyền thoại thôi. Huyền thoại nhé, rất là huyền thoại luôn. 21 tuổi thơ mà chỉ đích anh em mình là cái phần giải trí 321 này là huyền thoại luôn. Rất nhiều game hay, cũng như là game online nhé. Bây giờ anh chị vẫn có thể chơi Avatar, Army, Ninja School nhé, Ngọc Rồng thứ vẫn chơi được nhé anh chị nhé. Đây là giải trí 321 này. Đó, rất nhiều cái hay nhé. Thì ở trong này có mấy chị muốn tải game thì anh chị phần tổng hợp game hay này. Đó, đấy thì
cái màn hình của cái máy này nó sẽ là màn hình 240 x 230 nhé. Từ đây nó bắt đầu bị ý này. Đây này, mình màn hình mà sẽ là 240 x 230 nhá. Em sẽ vào trong phần game note này. Nhiều trang nó đang bị lỗi chị ạ. Đấy, những trang này vẫn còn chơi tài được này. Đây lấy full 2015 này. Tài về luôn. Đó. Kéo xuống dưới. Mạng wifi rất khỏe đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ tải cái bảng của mình sẽ là bảng 240 x 230. Đấy, nhưng mà đây. Có luôn. Tải về luôn. Nó tầm 1 MB đấy, 1 MB đúng 1 MB luôn. Đấy, nó tải nhanh rất nhanh này, 1 MB này. Đấy, vèo thì xong, mở luôn. Cả luôn nhá. Có luôn. Tiếp tục luôn. Đấy. Ở đây bộ nhớ máy luôn này, nó cài đặt đây. Em quên thì bấm vào bộ nhớ máy nhá. Anh chị cho thuận thành nhớ là bộ nhớ máy đều được nhá. Đó đây, đây mà những anh chị nào dòng này em bán rất nhiều anh chị ở Samsung với này cứ cả Honda nhá. Mua rất là nhiều. Đó, dòng máy này là vì nó nhỏ gọn mà mình sử dụng được nghe gọi cũng như là mình có thể lục web một chút ở trên máy này được. Đây đi football này 2015 này. Đó. Trải nghiệm luôn. Đúng không ạ? Ờ em bán chưa? Rồi ăn rồi. Đấy, game note luôn này. Rất đẹp nhá. Nokia này là một. Đây, máy nào nó như nhau cả hết nhé nhá. Phím thì đôi khi là phím nó hơi chạy chạy một chút nhưng mà phím zin thì chị yên tâm nhá. Dùng rất là thích nhá. Đó. Đây. Đây là một này, phím rất đẹp nhá. Phím zin như này chị dùng rất là yên tâm nhá. Bấm rất là thích luôn. Đấy. Mở thôi điện thoại anh chị nhá. Đi football, bật tiếng luôn. Đấy, đá bóng đây luôn nhá. Rất hay chị nhé. Đó, đây chiếc máy Nokia E51 đây chị nhé. Máy thì ưu điểm này có 3G, có wifi, một sim, đó nắp thẻ nhớ này, cũng như là phím gì bấm là thích này. Thứ hai là loa trong to này, loa ngoài cũng ok, pin tốt và máy thì nhỏ gọn này chị nhé. Đây là chiếc điện thoại Nokia E51 đây chị nhé. Anh chị có tham khảo mẫu máy này mình đặt hàng ở trên Shopee này hoặc là liên hệ bên em là con số điện thoại 0985 150255 nhé, bên em sẽ giới thiệu anh chị tư vấn cho anh chị đầy đủ nhé. Đó, cảm ơn anh chị đã xem video nhé. Ok.